Chúc các bạn xem video vui vẻ. Một địa điểm khá quen thuộc với các anh chị em chúng ta, một vùng biển thơ mộng nằm tại thành phố Vũng Tàu, một điểm du lịch khá nổi tiếng từ lâu. Những ngày cuối tuần và những tháng hè, có biết bao khách từ xa đến tham quan, cũng có những cặp đôi tình nhân và trai gái đến vùng biển này để tắm biển. Một bãi biển thơ mộng sạch sẽ, thoáng mát và những món ăn hải sản giá cả phải chăng. Chúc cho gia đình xem video vui vẻ. Nếu video có hay, xin gia đình mình cho xin một đăng ký kênh và một like. Chân thành cảm cả nhà.